Sách Thi Thiên chương 20. Cầu nguyện xin Chúa giúp chiến thắng kẻ thù. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời vua trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở người. Từ nơi thánh xin Ngài đưa tay giúp vua. Từ Si-ôn xin Chúa đỡ nâng vua. Nguyện Ngài nhớ đến mọi lễ vật vua dân và vua nhậm những tế lễ thiêu của người. Cầu xin Ngài ban cho vua điều lòng mình ao ước và làm thành mọi kế hoạch của người. Chúng tôi reo mừng vì vua được giải cứu. Nhân danh Đức Chúa Trời, chúng tôi dương cao ngọn cờ của chúng tôi. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành mọi điều vua khẩn cầu. Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va cứu người được sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ đáp lời vua cầu xin bằng quyền năng cứu rỗi của tay phải Ngài. Người này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Những người nhờ cậy ngựa và xe sẽ bị hạ xuống và ngã nhào, còn chúng ta sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên. Lạy Đức Giê-hô-va là vua, xin cứu giúp. Nguyện Ngài nhậm lời chúng con trong ngày chúng con kêu cầu. Sách Ma-thi-ơ chương 20. Người làm công trong vườn nho. Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê, người chủ sai họ vào vườn nho. Khoảng 9 giờ sáng, người chủ trở ra, thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ thì bảo họ rằng: "Các anh hãy vào vườn nho của tôi sẽ trả công phải chăng cho." Họ liền đi. Khoảng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều, người chủ lại ra và cũng làm y như vậy. Khoảng 5 giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng: "Sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy?" Họ trả lời: "Vì không ai thuê chúng tôi cả." Người chủ nói với họ: "Các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi." Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng: "Hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu. Những người được thuê từ 5 giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một đơ-ni-ê. Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn, nhưng họ cũng lãnh được một đơ-ni-ê. Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. Họ nói: "Những người cuối này chỉ làm có một giờ mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi, là những người đã phải làm nặng nhọc và gian nan cả ngày." Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu. Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơ-ni-ê đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn rồi đi đi. Tôi muốn trả cho người cuối này như trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị? Như vậy, người cuối sẽ trở nên đầu, còn người đầu sẽ trở nên cuối." Đức Chúa Giê-xu báo trước lần thứ ba về sự chết và sống lại của Ngài. Trong lúc đi lên thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu đem 12 môn đồ riêng ra và phán với họ rằng: "Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Lời thỉnh cầu của bà CBD. Lúc ấy, có mẹ của các con trai CBD cùng hai con trai mình đến với Đức Chúa Giê-xu, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Ngài hỏi: "Bà muốn xin điều gì?" Bà thưa: "Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái của Chúa trong vương quốc Ngài." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa, có thể được." Ngài nói với họ: "Các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị." Nghe vậy, 10 môn đồ kia rất tức giận hai anh em này. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ đến và khuyên rằng:
Còn biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đức Chúa Giêsu chữa lành hai người mù ở Jericho. Khi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ ra khỏi thành Jericho, một đoàn người rất đông đi theo Ngài. Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu đi qua đó thì kêu lên: "Lạy con vua David, xin thương xót chúng con." Dân chúng rầy họ, bảo im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn: "Lạy Chúa, con vua David, xin đoái thương chúng con." Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: "Các con muốn ta làm gì cho các con?" Họ thưa: "Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra." Đức Chúa Giêsu cảm thương nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài. Sách Sử Ký Nhì, chương 23. Giê-hu-gia-đa lập Giô-ách làm vua Giu-đa. Đến năm thứ bảy, Giê-hu-gia-đa lấy can đảm mời các chỉ huy trưởng trong quân là Asa-ria, con của Giê-ro-ham, Ít-ma-ên, con của Giô-ha-nan, Asa-ria, con của Ô-bết, Ma-a-se-gia, con của A-đa-gia, và Eli-sa-phát, con của Siết-ri. Ông lập giao ước với những người ấy. Họ đi khắp xứ Giu-đa, tập hợp người Lê-vi từ tất cả các thành Giu-đa và các trưởng gia tộc của Israel. Rồi họ đến Jerusalem. Toàn thể hội chúng lập giao ước với vua trong đền thờ Đức Chúa Trời. Giê-hu-gia-đa nói với họ rằng: "Này, con trai của vua, người sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Đây là điều các ngươi sẽ làm. 1/3 trong các ngươi, tức các thầy tế lễ và người Lê-vi đang phiên trực ngày Sa-bát sẽ giữ cửa. 1/3 sẽ vào trong cung vua, và 1/3 sẽ ở cổng Giê-sốt. Còn tất cả dân chúng sẽ ở nơi hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. Đừng để ai vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va ngoại trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi phục vụ. Chỉ họ mới được vào, vì họ thánh sạch. Còn tất cả dân chúng đều phải tuân giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy vũ khí sẵn sàng trong tay. Bất cứ ai vào đền thờ sẽ bị giết. Các ngươi hãy theo sát bên vua khi vua đi ra đi vào." Giô-ách được tôn làm vua. Người Lê-vi và toàn thể Giu-đa đều làm theo mọi điều thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền. Ai nấy đều giữ người của mình lại, dù là người đến phiên trực ngày Sa-bát hay người mãn phiên trực ngày Sa-bát, vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã không cho phép ai ra về. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy giáo, khiên nhỏ và khiên lớn của vua David để trong đền thờ Đức Chúa Trời, phát cho các chỉ huy trưởng trong quân. Ông bố trí lực lượng, mỗi người cầm vũ khí trong tay đứng chung quanh vua, dọc theo bàn thờ và đền thờ, từ bên phải cho đến bên trái của đền thờ. Họ đưa thái tử Giô-ách ra, đội vương miện trên đầu và trao cuộn chứng ước cho người, rồi tôn người làm vua. Giê-hu-gia-đa và các con trai ông sức dầu cho người, rồi tung hô: "Vua vạn tuế!" Athali bị giết. Khi Athali nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa chúc tụng vua, thì bà đến gặp dân chúng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Bà nhìn thấy vua đang đứng trên bục ngay lối vào, các chỉ huy trưởng và những người thổi kèn đứng gần bên vua, còn toàn dân trong xứ đều vui mừng thổi kèn, và những người ca hát với nhạc khí phù họa đều cùng nhau chúc tụng. Thấy thế, Athali liền xé áo mình và la lên: "Phản trắc, phản trắc!" Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bảo các chỉ huy trưởng trong quân là những người có nhiệm vụ chỉ huy các đạo quân đi ra và truyền cho họ: "Hãy dẫn bà ấy ra khỏi đền thờ giữa hàng quân. Ai theo bà ấy sẽ bị giết bằng gươm, vì thầy tế lễ đã dạy rằng đừng giết bà ấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va." Họ bắt và giải bà theo lối vào cổng ngựa của cung vua, rồi giết bà tại đó. Giê-hô-gia-đa lặp lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời.
Jehoiada lập giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, để họ cam kết làm dân của Đức Giê-hô-va. Sau đó, tất cả dân chúng đi đến miếu thờ Ba-an để phá hủy nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-an, ngay trước bàn thờ. Theo phương thứ mà David đã chỉ định trong đền thờ Đức Giê-hô-va, Jehoiada đã giao trách nhiệm phục vụ đền thờ Đức Giê-hô-va cho những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi, để họ dâng các tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va như đã chép trong luật pháp của Môi-se, và ca hát vui mừng như David đã ấn định. Ông cũng đặt những người canh gác các cổng đền thờ Đức Giê-hô-va, không cho người bị ô uế vì bất cứ lý do gì vào đền thờ. Cuối cùng, ông hướng dẫn các chỉ huy trưởng trong quân, các nhà quý tộc và các nhà lãnh đạo cùng toàn dân trong xứ đi rước vua từ đền thờ Đức Giê-hô-va qua cổng trên, đưa vào cung vua, rồi đặt vua ngồi trên ngai vàng. Toàn dân trong xứ đều vui mừng và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết Athali bằng gươm. Sách Sử Ký Nhì, chương 24. Joash trùng tu đền thờ. Khi lên ngôi vua, Joash được 7 tuổi và cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ vua là Sibia, quê ở Be'er-sheba. Joash làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va suốt thời gian thầy tế lễ Jehoiada còn sống. Jehoiada cưới hai vợ cho Joash. Vua sinh được các con trai và con gái. Sau một thời gian, Joash có ý định trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua triệu tập các thầy tế lễ, người Lê-vi và bảo: hãy đi khắp các thành Giu-đa, thu tiền bạc trong toàn dân Israel để hàng năm trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy nhanh chóng làm việc này. Nhưng người Lê-vi cứ trì hoãn. Vua mời thầy tế lễ thượng phẩm Jehoiada đến và hỏi: sao ông không đòi những người Lê-vi đem nộp số tiền thuế từ Giu-đa và Jerusalem mà Môi-se đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã ấn định cho hội chúng Israel phải nộp cho lều chứng ước? Vì các con trai của Athali, người phụ nữ độc ác kia, đã xâm phạm đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng lại còn dùng các vật thánh của đền thờ Đức Giê-hô-va cho thần Ba-an. Vua truyền người ta đóng một cái rương đặt phía ngoài cửa đền thờ Đức Giê-hô-va, rồi người ta loan báo khắp xứ Giu-đa và thành Jerusalem rằng mỗi người phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Israel trong hoang mạc. Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui mừng đem tiền thuế đến, bỏ vào trong rương cho đến khi đầy rương. Khi nào thấy trong rương đầy bạc, thì người Lê-vi đem giao cho viên chức của vua. Thư ký của vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đến rút rương ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày, họ làm như vậy và thu được rất nhiều bạc. Vua và Jehoiada giao bạc ấy cho những người coi sóc công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ thuê thợ đá và thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ cũng thuê thợ sắt và thợ đồng để sửa chữa đền thờ. Vậy các thợ tiến hành công việc, và nhờ đó việc trùng tu được hoàn thành. Họ sửa lại đền thờ Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc. Khi đã làm xong, họ đem bạc dư lại đến trước mặt vua và Jehoiada. Người ta dùng bạc ấy làm các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là các vật dụng vào việc thờ phượng và dâng tế lễ thiêu, chén và những vật dụng bằng vàng, bằng bạc. Trong thời Jehoiada, người ta thường xuyên dâng tế lễ thiêu tại đền thờ Đức Giê-hô-va. Jehoiada qua đời. Bây giờ, Jehoiada đã già, tuổi rất cao và qua đời. Lúc qua đời, ông được 130 tuổi. Người ta an táng ông trong thành David chung với các vua, vì ông có công với Israel trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và trùng tu đền thờ của Ngài. Joash phạm tội thờ hình tượng. Sau khi Jehoiada đã qua đời, các nhà lãnh đạo Giu-đa đến ý kiến vua. Từ đó, vua nghe theo lời của họ, lìa bỏ đền thờ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình mà phục vụ các thần Asera và các hình tượng. Vì tội lỗi ấy, cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên Giu-đa và Jerusalem. Đức Jehovah sai các nhà tiên tri đến với họ để dẫn họ trở lại cùng Đức Jehovah, nhưng họ không chịu nghe.
Thần của Đức Chúa Trời đến trên Sa-cha-ri, con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Ông đứng lên trước mặt dân chúng và nói: Đức Chúa Trời phán, tại sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng thành công vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi. Họ hợp nhau chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. Như vậy, vua Giô-ách không những quên ơn của Giê-hô-gia-đa, cha của Sa-cha-ri, đã làm cho mình mà còn giết con trai của ông ấy. Lúc sắp chết, Sa-cha-ri nói: Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo ứng. Quân Aram cướp phá Jerusalem, Giô-ách bị giết. Vào cuối năm ấy, quân Aram kéo lên đánh Giô-ách. Chúng tiến lên Giu-đa và Jerusalem, giết tất cả các nhà lãnh đạo trong dân, rồi gửi toàn bộ chiến lợi phẩm về cho vua mình tại Đa-mách. Thật ra, quân Aram kéo đến với một số ít người, nhưng Đức Giê-hô-va đã phó một đạo quân rất đông vào tay chúng, vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, Giô-ách đã bị trừng phạt. Khi quân Aram đã rút đi, để lại Giô-ách bị thương tích trầm trọng. Các thuộc hạ của vua âm mưu chống lại vua vì nợ máu của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ giết chết vua ngay trên giường. Người ta chôn vua trong thành David, nhưng không phải trong lăng tẩm các vua. Đây là những kẻ đã chống lại vua. Sa-bác, con của Si-me-ác, là phụ nữ Amon, và Giô-sa-bác, con của Sim-rít, là phụ nữ Mô-áp. Còn về việc các con trai của vua, các lời tiên tri chống lại vua và việc trùng tu đền thờ của Đức Chúa Trời đều được chép trong phần bình luận sách các vua. Amasia, con trai vua, lên ngôi kế vị.